Lúc mà nhận ra điều đấy thì có gì có hối hận gì không? Nếu mà bảo mà hối hận thì không, nhưng mà hụt hẫng thì cũng có một chút xíu. Bởi vì là ai, em nghĩ là con trai thì ai cũng muốn là vợ và mẹ là hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình, là được hòa hợp. Nhưng mà kể ra thì ở một mức độ đó thì cũng ok, nhưng mà để thực sự mình mong muốn thì đấy là chưa. Tức là Linh và mẹ của em là chưa có cái mức độ hòa hợp giống như em, đúng như em mong muốn. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra hả Linh? Thì nó cũng chỉ là bất đồng một chút về những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày. Như em nghỉ em muốn ngủ, nhưng mà nhà anh thì quen dậy sớm rồi. Thế nên nhiều khi cũng mọi người cũng hay để ý là sao giờ này mà em chưa dậy như nào đó. Còn em thấy rất là bực mình vì chuyện đó. Thế cuối cùng thì là trời chịu đất hay là đất chịu trời? Còn em lại phúc sau lần nữa em sẽ ổn như là được. Đúng là một người đàn ông quyết đoán. Đúng rồi. Quyết đoán đây là vợ mình, quyết đoán là phải cưới và quyết đoán là ra ở riêng cho yên chứ. Rồi, đúng rồi. Nhà yên cửa. Vậy thì bây giờ là quan hệ giữa mẹ chồng với đàn dâu thì sao? Tôi thấy ổn hơn rồi. Ổn em hơn. Em cứ được ngủ là em thấy ổn rồi. Cái kỷ niệm vui nhất và buồn nhất của hai em trong cuộc sống hôn nhân trong từ trước đến giờ. Thứ nhất thì chắc là có cái ngày đầu tiên của em chính thức sống riêng. Cảm giác rất là, nó cảm giác rất là khác. Bay như chim. Vâng. Kiểu là những ngày sau, ví dụ những chuyện ăn uống hay là sinh hoạt, không có ai cứ bị theo dõi hay là xong bị nhắc nhở nữa, thì bọn em cảm thấy rất là vui. Thế còn kỷ niệm vui nào nữa không đi? Còn kỷ niệm vui khác như dạo này bọn em có nuôi con mèo. Tuy nhiên chúng ta thì ngày nào cũng vui, ngày nào cũng là ngày vui luôn. Với Hiếu thì có kỷ niệm vui nào không? Em vui nhất là ngày lấy cô ấy về vợ. Yêu thế. Đúng như là mình dự đoán ngay từ đầu. Bà này là vợ mình thì đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì nỗi buồn thì sao? Có chuyện buồn nào? Và còn là buồn nhất? Thực ra thì chắc là bọn em là một đôi vợ chồng cũng hơi khác so với đôi vợ chồng khác. Ví dụ như khi cãi nhau thì thường là khi bọn em đến cái một mức độ nào đấy và cảm thấy là không nói chuyện tiếp được thì thường bọn em sẽ im lặng và sau đó để bình tĩnh. Sau đó chào MC, chào các bạn, mình là Nguyễn Trí Hiếu. Mình năm nay là 29 tuổi, mình đang là nhân viên phòng. Mình là Linh, năm nay 28 tuổi, mình là mang tên là bây giờ bảo cho anh ghế. Wow. Hai người tướng phu thê đi. Rất là kiểu nét của nhà trường mình nhỉ. Hai bạn đã gặp nhau như thế nào? Bọn em gặp nhau thì chắc là bắt đầu từ lần phải tối bị mua nói chuyện chat chít với nhau. Rồi. Có một cái cảm giác đó là kiểu hai đứa nói chuyện thoải mái ngay từ đầu ấy. Không như bọn em nói rất nhiều câu chuyện trên trời dưới biển và câu chuyện nhảm nhí luôn. Nhưng mà ban đầu ấy thì mục đích hai bạn lên Tinder là gì? Hôm đấy là tự dưng em nằm không ngủ được ấy. Thì như này, em bị yêu ấy. Em bị yêu ấy. Thế là mở app ra thôi thì thế là vào xong rồi bút. Bút đến lần thứ 3 thì tự dưng lại thấy các bạn này như xinh thế. Thế là bấm vào thì tự dưng lại match. Thế là mới bắt đầu câu chuyện. Thế là bọn em bắt đầu từ đấy. Em cũng na ná ấy, tại cái tầm đấy là tầm Tết ấy. Mình ở nhà thôi, rảnh quá mà gì làm. Tức là theo như tôi hiểu thì là hai người đều đang thử vận may của mình đúng không? Và dường như là vận may chỉ đang chờ hai người cài kẽ một cái là thì hai bạn đã có ấn tượng gì với nhau trong cái lần đầu tiên mà nhìn thấy ảnh nhau và điều gì đã khiến hai bạn ngạc thở? Hai bị giả sinh. Còn bạn thì trong kiểu hiền hiền. Vậy thì cái cuộc nói chuyện đêm đầu tiên, đêm thứ hai, đêm thứ ba thì nó đã đem lại ấn tượng gì đối với Linh? Em chỉ thấy anh ấy cũng vui tính mà cũng sự nhận ý gì đấy tương xứng với em. Còn em với Hiếu thì sao? Em nói chuyện thì cô ấy là một người rất là cởi mở. Gần như là em rất là ít khi mà nói chuyện kiểu vô vã với mọi người ngay lần kia lắm. Nhưng mà chẳng sao với cô này em thì lập tức nói vô vã như cũng quen rất là lâu rồi. Wow. Vậy thì sau bao nhiêu lâu hai bạn mới gọi là gặp nhau? Tháng,
ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau có giống như mình đang nghĩ suy nghĩ trong đầu hay là nó có giống cái kịch bản của người ta đúng rồi, có giống online không? Có, thực ra là em lúc mà gặp thì em thấy ấn tượng nhất là đến của bạn này. Tức là trên chat của bọn em đã rất là cởi mở rồi. Ra ngoài gặp còn em nói là còn nhiều chuyện còn xa hơn cả cái vấn đề ố vã. Wow. Tức là gọi là thế giới ảo nhưng không phải là ảo. Thì muốn biết là lần đầu tiên khi mà Hiếu gặp Linh ở ngoài đời thì cái ấn tượng về ngoại hình của Linh thì đã khiến em cảm thấy nào? Lần đầu tiên gặp thì em thấy bạn thế là rất là xinh như ảnh. Sau khi đi ăn đi chơi và nói chuyện cà phê xong hết rồi về nhà lập tức em đầu em để xuống luôn gọi như không. Ôi ôi thế là ngày đầu tiên gặp và em đã xác định luôn là đây là vợ mình. Ôi sao em có thể chắc chắn được như thế? Em cảm giác có một cái gì đấy nó rất là kiểu hài hòa ấy và mọi thứ nó vừa phải như kiểu là một mảnh ghép. Wow, sau ngày đầu tiên gặp mặt thì bao nhiêu lâu sau đầu mới bắt đầu tỏ tình? Hai lần gặp. Xong là tỏ tình luôn. Lần thứ hai là bố vợ hiện tại là đang phải điều trị về bệnh viện, vợ em phải vào chăm. Hôm đấy thì em biết tin thôi, nhưng mà hôm đấy là đang phải đi tiếp khách ở công ty cũ thì là về cũng hơi có tí gọi là cũng hơi tê tay rồi. Thì hiện nhớ hôm nay thế là em cũng chả biết, nhưng mà gọi điện đến thì hẹn gặp, nhưng mà chả biết đến tay không cũng kỳ. Thì em ra Hải Trà Xuyên mua 2 cốc, ý định là gặp nhau rồi đi tản mát ở đâu đấy. Thì lúc mà em mang cái tội gọi con này ra thì chả hiểu sao chắc là vẫn chưa hết say sao em luôn luôn cả 2 cốc thì em hôn luôn. Mà không chờ đến đâu, uống xong cốc trà sữa mà đã hôn rồi. Thôi mày. Vậy thì Hiếu đã gọi là một anh chàng rất là thẳng tính như thế, thì em tiếp nhận cái việc thế như thế nào? Em bị chính tiếng, mọi người hiểu nhầm, lúc ấy chỉ vung tay thôi. Lúc ấy cũng bất ngờ thôi. Lúc đấy là bỏ men mà rồi không biết là đang vung tay hay không. Anh không được. Thế thì bao nhiêu lâu Hiếu mới nói rõ ràng là em ơi, em là của anh? Gần như là bọn em kiểu như là đã chốt nhau luôn sau hôm đấy rồi đấy sao? Ôi, tức là không có ngày nào là ngày cố định mà bắt đầu yêu nhau. Bọn em cố định là cái ngày bắt đầu gặp nhau và ngày cưới là 2 ngày đấy là ngày bọn em cố định. Wow, còn yêu nhau thì không tính đúng không? Dạ. Ngày nào yêu? Hai bạn có nhớ là cái sự kiện hay cái dấu mốc quan trọng mà cái ngày mà cả hai đều tỏ từ cái tình cảm của nhau không? Có lẽ là hai bạn mình cảm thấy rất là cởi mở, cho nên là mình muốn hỏi một câu chuyện là lại bắt đầu 18 cộng là bắt đầu cái thái độ như thế này. Mình muốn hỏi một câu chuyện mà vợ chồng mình với cả khán giả đang ở nhà đang xem rất là tò mò. Vậy thì sau bao lâu thì hai bạn làm chia tay lại? Chắc là được bọn em đi du lịch với nhau. Bọn em đi Thái ạ. Wow. Ai là người dụ dỗ người kia? Hay là hai bạn đến với nhau một cách rất là tự nhiên và tự nguyện? Tự nhiên thôi ạ. Tự nhiên. Còn ai là người dễ dàng? Hiểu rồi, thật đi. Nhưng mà tính toán không? Em bảo tức là em biết là bạn này cái thời gian yêu ấy, bọn em cảm giác chỉ cần nhìn nhau hay là biết nhau đang làm gì ấy. Thế thì đang uống cà phê, cho nên bọn em nhìn. Thì chị tự là hôm đấy thì lại bắt sóng được cái sao ấy, thế là bọn cà phê đi về. Thế là biết là hôm nay sẽ rồi đây gọi là thần giao cách cảm đạt đỉnh điểm rồi. Cảm xúc của hai người về lần đầu tiên như thế nào? Cảm xúc cũng khá là buồn cười. Ok, càng tốt. Tại vì lần đầu thì chắc là vì cũng tức là mới với nhau ấy, chưa phải là biết hết tất cả mọi thứ nên là thành ra cũng nhiều đoạn cũng hơi lúng túng. Thì kiểu anh ấy kiểu hơi bối rối nên là thành ra là sau cái lần cởi mở hết tất cả nhân gian như thế thì cảm xúc của hai em có thay đổi không? Chắc cũng có thay đổi, cảm thấy gắn bó hơn. Ok, nhiều người làm chuyện đấy lần đầu tiên là không nhìn bạn nhau nữa đấy. Chứ là gặp nhau xong làm cái chuyện đấy xong là không hợp. Đấy, bởi vì cái chuyện đấy là rất là quan trọng. Hai người mà làm mà hợp thì
thể xem như mình đây. Như mình hoặc như hai bạn đây. Ok. Sau đó là quay trở về Hà Nội và đã yêu nhau. Rồi bao nhiêu lâu sau đấy thì quyết định cưới. Và cơ duyên gì đã khiến hai bạn quyết định là tại đến lúc mình về chung một nhà? Hôm đấy em nhà hỏi là cưới thôi. Cưới chị ngồi xong chỉ nói cưới thôi. Em có nhắn tin và ấy bảo thôi đi Thái xong về xong rồi cưới. Wow. Vậy thì lúc đấy là yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? 7 tháng. À 7 tháng rồi. Quen nhau trên Tinder là từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 10 bắt đầu. Wow. Lúc mà hai bạn đã quyết định cưới xin, tức là hai bạn đang nói chuyện với bố mẹ thì chuyện đấy nó xảy ra như thế nào và khó khăn với gia đình hai phía hai bên thì có gặp khó khăn gì không? Khó khăn thì không có khó khăn gì lắm, chỉ là lúc giới thiệu thì bố mẹ cũng khá bất ngờ, thì trước đấy là chưa dắt về lần nào. Hôm đầu tiên dắt về là xin cưới luôn. Vâng. Hay thế, tức là bố mẹ chứ còn chưa biết mặt bạn trai của mình như thế nào, tự dưng về nhà con muốn giới thiệu luôn, đây là chồng tương lai của con. Wow. Thế thì phía gia đình của chồng thì sao? Bố mẹ em thì mong lấy vợ lắm. À, bố mẹ thì giúp rồi đúng không? Lúc em quyết định kết hôn thì là Hiếu và Linh là bao nhiêu tuổi? Em 26 rồi. Quá trình chuẩn bị đám cưới như thế nào? Cái sự lo lắng của em đấy thì nó chỉ là không biết là sự chung với nhà chồng như thế nào. Thì thực ra em ở nhà thì em là con một mà, nên là cũng khá là buổi chiều. Nên là nhiều khi em cũng sợ là sang đấy thì ví dụ nấu nướng là thứ mình không giỏi lắm. Mấy dọn nhà cửa mình không thích làm lắm. Nên là không biết là có xảy ra mâu thuẫn hay là gì không? Nhiều có biết điều đấy không? Mãi về sau cưới rồi em mới thế thì lúc mà nhận ra điều đấy thì có hối hận gì không? Nếu mà bảo mà hối hận thì không, nhưng mà cũng thật thì cũng có một chút xíu. Bởi vì là ai em nghĩ là con trai thì ai cũng muốn là vợ và mẹ là hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình là được hòa hợp. Nhưng mà kể ra thì ở một mức độ đó thì cũng ok, nhưng mà để thực sự mình mong muốn thì đấy là chưa. Tức là Linh và mẹ của em là chưa có cái mức độ hòa hợp giống như em đúng như em mong muốn. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra hả Linh? Thì nó cũng chỉ là bất đồng một chút về những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày. Như em nghỉ em muốn ngủ, nhưng mà nhà anh ấy thì quen dậy sớm rồi. Thế nên nhiều khi cũng mọi người cũng hay để ý là sao giờ này mà em chưa dậy như nào đó. Còn em thấy rất là bực mình vì chuyện đó. Thế cuối cùng thì là trời chịu đất hay là đất chịu trời? Còn em lại phút sau thì nếu em sẽ ở như thế. Được. Đúng là một người đàn ông quyết đoán. Đúng rồi. Quyết đoán đây là vợ mình, quyết đoán là phải cưới và quyết đoán là ra ở riêng cho yên chứ. Rồi, đúng rồi. Nhà yên cửa. Vậy thì bây giờ là quan hệ giữa mẹ chồng với đàn dâu thì sao? Em thấy ổn hơn rồi. Em cứ được ngủ là em thấy ổn rồi. Cái kỷ niệm vui nhất và buồn nhất của hai em trong cuộc sống hôn nhân trong từ trước đến giờ? Nhất thì chắc là có cái ngày đầu tiên của em chính thức sống riêng. Cảm giác rất là rất là khác. Bay như chim. Vâng. Kiểu là những ngày sau, ví dụ những chuyện ăn uống hay là sinh hoạt không có ai cứ bị theo dõi hay là xong bị nhắc nhở nữa thì bọn em cảm thấy rất là vui. Thế còn một kỷ niệm vui nào nữa không? Còn kỷ niệm vui khác như dạo này bọn em có nuôi hai con mèo. Thế thì ngày nào cũng vui, ngày nào là ngày vui luôn. Với Hiếu thì có kỷ niệm vui nào không? Em vui nhất là ngày lấy cô ấy về vợ. Yêu thế. Đúng như là mình dự đoán ngay từ đầu. Bà này là vợ mình chứ, đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì nỗi buồn thì sao? Có chuyện buồn nào? Và còn là buồn nhất? Thực ra thì chắc là bọn em là một đôi vợ chồng cũng hơi khác so với đôi vợ chồng khác. Ví dụ như khi cãi nhau thì thường là khi bọn em đến cái một mức độ nào đấy và cảm thấy là không nói chuyện tiếp được thì thường bọn em sẽ im lặng và sau đó để bình tĩnh. Sau lại nói chuyện tiếp nên thành ra là từ trước giờ chưa có chuyện nào không giải quyết được với nhau cả. Bây giờ mình sẽ đến phần mà khán giả luôn luôn yêu mến, đó là kể ra ba tật xấu của nhau. Thế thì cho Linh kể đi ba tật xấu của ông Hiếu này. Xấu đầu tiên giảm rất nhiều. Lắm luôn em. Được đây Hiếu ạ. Tức là ví dụ hai vợ chồng đang nói chuyện nghiêm túc thì chẳng hạn một tiếng động vang lên.
em thấy nó thú vị vào thời điểm đấy. Đúng rồi. Thì luôn, làm sao em có thể điều khiển được cơ thể em đánh dắm vào những cái thời điểm gây thú vị như thế? À, tức là đến cái lúc em sẽ kìm lại, một lúc đến lúc em cảm thấy cô ấy sắp sửa bùng nổ thì em sẽ xì. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là anh dễ ngủ. Ba ngủ có đánh thức được không anh? Đánh thức thì đánh thức được, nhưng mà kiểu bực mình, tại vì như em đang nói một cái chuyện gì đấy, em quay sang lại ngáy rồi. À, thế thì quá hiểu luôn. Nhìn hơi quá đà là thức xấu thứ ba. Em nghĩ là người kiểu rất muốn mọi thứ nó phải theo đúng lịch trình. Ví dụ như là cái việc của anh ấy đã muốn làm lúc 3 giờ thì bắt buộc anh ấy phải làm lúc 3 giờ, nếu không thì rất bực mình. Rồi, ok, mời Hiếu. Thì cái bà này thì lúc mà từ lúc cưới về giờ là bị một cái bệnh là hay quên. Hay quên. Cực kỳ hay quên. Nào cá vàng. Cực kỳ hay quên. Rồi. Mà quên nhiều đến mức bây giờ là chuyển bớt sang cho em bây giờ em. Đấy gọi là san sẻ, hai vợ chồng san sẻ cho nhau. Rồi, chia sẻ mà. Cái thứ hai nữa là như cô chia sẻ là em là người rất hay lên kế hoạch. Thậm chí là cần em cảm giác là ăn vào máu hay sao ấy. Thế là em thấy ở trên cái xó rác thì nó chưa đổ rồi. Em bảo cô đi đổ anh. Thôi em quay ra em nhìn thấy cô vẫn đang ngồi xem tivi. Em bực quá, chả lẽ lúc đấy đi cãi nhau thì em được ra em đổ luôn thôi. Chính xác. Tức là ngay cả việc đi đổ rác là em cũng sẽ lên kế hoạch và em muốn mọi chuyện nó phải qua đầu cho đúng vâng, kế hoạch. Vâng, em bảo là đằng nào mất công là chế biến thức ăn thì xong đổ rác luôn, thì ăn xong rồi bạn xong thì đi đổ thôi. Tại vì em thấy là vừa ăn xong ấy, bao giờ cần thời gian để nghỉ ngơi một tí thôi, cứ muốn là phải ăn xong để làm hết mọi việc rồi nhìn thể. Đúng rồi. Nếu mọi người không có vấn đề gì về việc là đang nghỉ ngơi sau thì dựng lên làm rồi lại nghỉ tiếp về sau ấy. Ôi dễ thương quá. Nhiều khi bọn em cãi nhau cũng chỉ vì những cái nhỏ nhặt. Anh còn nghĩ ra tật xấu gì của chồng không? Có một tật xấu nữa của anh ấy là dùng điện thoại quá nhiều. Khi anh ấy đấy dùng điện thoại là tập trung kinh khủng luôn, mà kiểu quên hết tất những cái gì. Ví dụ như là một cuộc nói chuyện đã làm như này, em vẫn chưa nói xong. Nhưng anh ấy đã nghĩ là xong rồi mà. Anh ấy ra bắt đầu nghỉ điện thoại và em nói gì tiếp là anh không nghe nữa. Mình kinh khủng. Rồi em đang làm một cái việc gì đấy em rất ghét là người khác xe, người khác ngắt cái mạch nghĩ của em. Nhưng vấn đề là lúc yêu bọn mình chưa nói chuyện xong. Thì lúc đấy em tưởng xong là xong rồi. Thì cái việc là như kiểu bọn em nói chuyện ở ngoài hành lang đi vào nhà, mà cái việc em mở cửa ra và đi vào nhà đấy là coi như hết câu chuyện. Thế là cái chỉ mở cửa đi vào nhà thôi mà. Ok. Thế là phải chia sẻ. Đấy là lý do mình có chương trình ngày hôm nay để mình có thể chia sẻ và biết những tật xấu của nhau. Và bây giờ mình đã biết đối phương nghĩ gì là tật xấu của mình. Và ok, mình thích nghi và mình bắt đầu sửa đi nếu mà cần thiết. Từ nãy đến giờ thì chị nghe hai bạn kể với nhau về cuộc sống gia đình, nghe có vẻ khá là vui, khá là thú vị. Và cũng giống như là rất nhiều những cặp vợ chồng trẻ khác. Thế nhưng mà chắc chắn là trong cái cuộc sống hôn nhân, nhất là trong những năm đầu tiên, thì chị khẳng định là luôn có những khó khăn nhất định. Thì những cái khó khăn nào nó ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của hai em mình nhất? Thời gian mà em nghỉ việc tức là hồi em mới kết hôn với vợ em thì em có một công việc cũng gọi là cũng đã rất nhiều người mong muốn, chân thu nhập rất là ổn, nhưng mà vì một việc là trong khi thời gian làm em làm ở đấy em bị nó ở dần xuất huyết ở dần bởi vì do là uống rượu tiếp khách quá nhiều. Nên ra là em muốn là thứ nhất là mình có sức khỏe để mình với vợ, thứ hai nữa là mình còn trẻ thì còn em nghĩ là còn nhiều cơ hội nên em quyết định nghỉ đấy. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy thì cái vấn đề kinh tế và tài chính của em nó sẽ bị lao dốc như là không phanh luôn. Là sức khỏe nữa. Vâng, thì mãi về sau là sức khỏe nó hồi phục rồi thì em bắt đầu em đi làm thêm, em đi làm nhiều việc lắm, kiểu bán part time hay là ship đồ những các thứ này em làm hết. Thời điểm hiện tại thì bây giờ công việc cũng đã trong khoảng thời gian đấy, Linh cũng cảm thấy bị áp lực, bị nặng nề, bị cảm thấy lo lắng không? Thì lo lắng thì có ạ. Thực ra thời điểm đấy thì như có một cái rào cản nào đấy giữa bọn em ấy. Như kiểu là anh ấy cũng gặp khó khăn, nhưng anh ấy không muốn chia sẻ nhiều quá để em bớt đỡ lo hay sao ấy. Nên là thành ra nhiều cái em cứ muốn là thôi bây giờ anh lo làm gì anh cứ nói đi, nhưng mà anh ấy lại kiểu không nói gì ấy. Anh cứ kiểu tỏ ra là ok, mọi thứ vẫn đang ổn. Lúc đấy thì em cũng cảm thấy là khá là buồn. Vậy hai người đã làm như thế nào để vượt qua cái khoảng thời gian đấy? Em chỉ nghĩ về vợ em thôi. Tức là lúc em nhớ trong cái lần một lần em đi ship hàng ấy, lần em bị ngã xe, ngã xong mà gần như cảm giác như kiểu mình bong gân luôn ấy. Nhưng mà em nghĩ là mình không thể này được, cứ nghĩ về cô ấy hoài. Em nghĩ về những cái lúc mà hai đứa vui vẻ với nhau ấy, tức là em cứ cố em đi thôi.
miễn sao là người không lấy về mà em thấy cô ấy vui. Thế là cô ấy đã là động lực lớn nhất cho em để em có thể dù đau dù thế nào nữa mình vẫn phải về nhà. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ đến màn trình diễn quan trọng nhất, đó là trách nhiệm trả lời những câu hỏi rất khó trả lời. Ok, và bây giờ xin chia sẻ đưa cho hai bạn hai bảng này, một mặt thì có màu xanh, một mặt thì có màu đỏ. Nếu chúng mình sẽ đọc một cái câu nào đó, nếu chúng mình thấy câu đấy đúng với mình thì mình sẽ giơ mặt xanh, còn không đúng thì mặt đỏ. Chúng mình đã hiểu chưa? Rồi, câu hỏi đầu tiên. Tôi là người hay ghen. Hoàn toàn ngược lại với ý mà CJ. CJ nghĩ là sẽ xảy ra, bởi vì thường là phụ nữ sẽ là người ghen hơn. Ý bảo ở đây thì lại là anh chàng này cảm thấy ghen. Tại sao lại vậy? Cô này xinh quá mà. Và nhiều chàng trai theo dõi à? Không, chứ là bởi vì công việc của cô ấy là marketing mà. Cho nên là cô ấy là khá là khách hàng. Anh, cô ấy có một người anh nữa. Nhưng mà gần ngày lại thuộc thế giới anh đi. Thì em cũng không biết. Em có thấy cái nhắn tin tối ngày mà cứ nhắn tin là cười, cứ nhắn tin là cười. Em rất là khó chịu. Khó chịu. Ok, tiếp sang câu hỏi thứ hai này. Tôi là người cầm máu lăng nhăng hơn. Hơn mà thì phải có một người hơn chứ. Hơn thì phải có một người không hơn. Nhất, có thể, không, có thể là không có. Có thể là không có thì lăng nhăng như tất cả anh thầy. Phải có một người hơn chứ. Mà không ai muốn nhận thân hơn. Em thì em nghĩ là cái mà của em không có tính đó. Bởi vì nhiều ngay từ đầu là tự nhận là mình là một người rất nghiêm túc. Mối tình nào của Hiếu cũng là nghiêm túc. Rồi. Wow. Còn Như Linh gặp được người như Hiếu thì lăng nhăng để làm gì? Chính xác nhờ. Wow, được đấy. Vậy thì okay, mình sẽ bước vào câu hỏi thứ ba. Tôi từng không hài lòng với chuyện chăn gối của đối phương. Kể đi. Cái này khán giả sẽ rất là thích này. Đầu tiên đấy, như em nói kiểu lúc ý cũng chưa biết hết về nhau ấy, nên thành ra không biết là đâu được kiểu nhau thích này, biết là làm như này thì có ổn không hay là như nào đấy. Thế bây giờ thì sao? Thì bây giờ thì cũng đã cải thiện được rất là nhiều rồi. Rồi. Nhưng mà hỏi thật là hai em đã hài lòng 100% chưa? Chưa. Ok. Thế thì thú vị đây, chúng ta sẽ còn cả một con đường dài để học tập nữa. Đúng rồi. Thế hai bạn nếu mà không hài lòng thì thường là có thẳng thắn cởi mở chia sẻ với nhau không? Hay là giữ trong lòng và dạ, có nhiều đôi khác là giả vờ là như thế là ổn thường. Có bọn em có nói chuyện với nhau. Có hỏi đối phương thẳng thắn luôn, tức là em tiếng em cảnh luôn, em nói luôn. Thế này có thoải mái không? Thế kia là thoải mái không? Mọi chuyện rồi nó đã ổn hơn rồi, tức là cô ấy cũng cởi mở với em về những cái vấn đề đó. Thì hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Rồi. Ok, câu hỏi thứ tư này. Tôi từng nghĩ đến người yêu cũ khi đang yêu đối phương. Đây à? Sang thế hả? Vâng. Từng nghĩ đến, kể đi, nói như thế nào? Thực ra là tại vì trước đây mối quan hệ yêu đương của em thì cũng có một quan hệ không được kết thúc, nó không được tốt cho lắm ấy. Thế nên nhiều khi em cứ kiểu nghĩ lại em trong vô thức thôi. Thì hồi đấy là cũng cãi nhau nhiều. Nhiều khi cũng muốn nghĩ lại là hồi đấy như thế, bây giờ xem là có những cái chuyện như thế xảy ra không. Để sau đó còn biết là có thể mình có thể sửa đổi một tí, có thể rút kinh nghiệm của con người trước. Tức là mình nghĩ đơn giản chỉ là mình đối chiếu và đúng mình à, sửa cần thì mình sửa sai trong cái mối quan hệ hiện tại thôi, chứ không phải là mình nhớ và mình tiếc nuối hay là rồi, mình có cái mong muốn tái hợp đúng không? Rồi, và bây giờ đến phút mà mình rất là thích, đó là hai bạn hãy nhìn vào nhau và trao cho nhau những lời ngọt ngào nhất, rồi là chân thành nhất mà hai bạn chia sẻ với nhau. Anh và anh cảm thấy rất là khó khăn, đã có những cái lúc cảm giác hình ảnh của em chứ làm anh chứ anh muốn là anh dùng cái máy này. Anh cũng không muốn thay đổi cái gì trong cái quan hệ hai vợ chồng cả, chỉ muốn nó càng ngày tốt hơn thôi. Anh mong em cứ mãi hồn nhiên như này, mãi vui vẻ như này, anh về nhà anh thấy hạnh phúc. Được đấy, Linh ơi. Còn Linh sao sẽ đợi.
À, em thì cũng tức là anh cũng hiểu tình em rồi, em thích mối quan hệ nó như cũng cứ như thế này thôi, vui vẻ, hai đứa vừa làm bạn vừa làm vợ chồng. Thank you.